người nào không? Không, không thể nào, không bao giờ có ma. Chắc là mình qua mắt thôi. Ông về trước đi. Dạ. Nè, ông Bách Đà, ông đến rồi hả? Ông à, mời ông vào trong ngồi. Được. À, cẩn thận, đây có bậc thềm. À, cảm ơn cô. Ở bên trái có một bàn trống gần cửa sổ. Ông có thích ngồi cái bàn này hay không? Được, để tôi ngồi được rồi. À, được. Nè, lại đây. Cẩn thận. Ông muốn uống loại trà gì? Muốn uống trà pha đậm hay là pha vợt? Tôi có thể giới thiệu cho ông. Mộng Kha, em muốn giới thiệu trà trước mặt ông Bách sao? Em muốn mua rượu qua mắt thợ sao hả em? Chê em, nói em có mắt mà không biết nhìn thấy sơn. Anh à, cảm ơn anh nhắc nhở em. Nếu không thì chắc em phải làm xấu ở đây rồi. Có phải hai người chính là chủ nhân của Thính Vũ Yên, là anh em nhà Hầu Giảng à? Đúng vậy. Bách tiên sanh chịu chiếu cố quán nhỏ này, anh em tôi thật mừng rỡ vô cùng. Không biết ông muốn uống hồng trà hay là thích uống lục trà? Đương nhiên, mời ông uống trà chứng tỏ là muốn rìu qua mắt thợ. Nhưng mà con dâu xấu trước sau cũng phải gặp mẹ chồng. Ông muốn dùng loại trà gì? Tôi sẽ lập tức đi pha ngay. Trước khi uống trà, xin hãy thỏa mãn cái lòng hiếu kỳ của tôi. Nghe nói trên chiếc trường của ông có dán mấy tấm băng. Mắt tôi không có thấy. Trên đó có ghi trà họ Bách hay là trà họ Giảng vậy? Đúng ra là trà họ Bách. Bây giờ là trà họ Giảng. Hay thật đó. Ông hãy cho tôi một bình trà đặc chế họ Giảng đi. Được. Mộng Kha, nghe rõ chưa? Mang một bình trà đặc biệt thật là ngon của Hồ Giảng. Được, sẽ có ngay. Thật ra thì mở một tiệm trà ở thị trấn của ông thật sự không dễ dàng. Những năm gần đây, người ta chỉ muốn sinh sống đơn giản thôi, cũng không phải dễ đâu. Anh muốn nói ông Quán Trung đến đây phá rối đó à? Anh đừng có trách Hà Quán Trung. Tuổi của nó rất còn trẻ, cho nên tánh tình nóng nảy một chút. Nhưng mà bản tính của nó rất là hiền lương.
Ông ở đây một thời gian lâu, ông sẽ thích nó thôi. Có được một ông chủ như ông vậy thật là không tệ lắm. Hy vọng anh không phải đang chỉ trích tôi đang bênh vực. Anh đừng có hiểu lầm tôi. Không phải vì hắn mà tôi đến đây. Như vậy, ông đó nơi này hoàn toàn chỉ là vì uống trà. Phải, chính là vì uống trà. Và cũng vì hiếu kỳ. Người mà đến thị trấn nhỏ này để mở nghĩa quán, nhất định phải có cái gì khác thường. Tiếc thay đôi mắt của tôi đã mù, không thể lãnh hội được cái nhã khí ở nơi này. Nhưng mà là mùi trà thơm, là sự yên tĩnh này, những tiếng động của bình trà tách trà đều thân thiết và quen thuộc như vậy. Tôi nghĩ tôi đã bắt đầu thưởng thức hai người rồi. Ông đừng có thưởng thức tôi sớm như vậy. Ông còn chưa bắt đầu quen biết tôi. Người và người với nhau, có người có duyên, có người vô duyên. Chúng ta tuy rằng mới gặp lần đầu, tôi có một cảm giác chúng ta gặp nhau quá muộn rồi. Tôi cảm thấy tôi đã quen anh từ lâu. Ủa, chuyện gì vậy? Hai người giận nhau à? Không phải là em cố ý muốn câu giờ đâu. Em ở trong đó là lựa kỹ từng lá trà và các ấm trà, không thể nào là mất mặt trước tay nhà nghề đâu. Cái bình trà này thật sự không tệ, đúng là một bình trà tốt. Ông Bách thật không hổ danh là nhà nghề. Đây là chiếc bình mà anh tôi thích nhất. Không dùng thì thôi, dùng là nhất định phải dùng pha trà ngon nhất. Cấu tạo rất đặc biệt. Xuất xứ của hắn và người nào làm vậy? Tôi là Giảng Phi Phạm. Thật không ngờ ông Bách đây lại có nghiên cứu về đồ sứ. Mong Kha, em hãy mang mấy tác phẩm của anh đến đây để ông Bách chỉ dạy thêm anh một chút. Dạ. Ông Bách à, mời ông hãy chờ coi. Tác phẩm của anh tôi không cần phải nhìn đâu, mà phải cậy vào cảm giác. Tôi nghĩ ông là người lấy cảm giác làm trọng, cho nên lời phê bình của ông là chính xác nhất. Quán Trung đã cho tôi biết Giảng Phi Phàm có một người em gái rất là dễ thương. Bây giờ tôi cũng cùng quan điểm. Nhưng mà nó thì lại thấy bề ngoài, tôi thì lại thấy bề trong. Sao rồi hả, Bác Tiên Sinh? Tính chất của đồ sứ này rất là đặc biệt, thành phần của đất cũng rất là phức tạp. Có thể thấy được tác giả là người không chú trọng hình thức, cho nên tự do trộn lẫn tất cả các thành phần sáng tạo ra một thứ. Tác giả có thể ưa thích cách thức làm đồ gốm ngày xưa. Bàn tay là công cụ duy nhất của họ. Họ thích đất và cũng hiểu đất lắm, cho nên bàn tay của họ có thể truyền đạt được tâm lý, và đất này có thể hấp thụ cái tâm lý mà hình thành. Đường nét của tác phẩm hào khoáng cứng mạnh, đó cũng biểu thị được tính cách của tác giả. Kết luận của tôi là anh đã hòa lẫn với đất thành một thể. Anh Bách, như vậy thì tôi có thể gọi anh một tiếng anh Bách mới được. Giảng Phi Phàm này quen một người bạn như anh, Thính Du Hiền sẽ hoan nghênh anh uống trà bất cứ lúc nào. Nếu mà chúng ta gọi tên lẫn nhau không tự nhiên hơn sao chứ? Tên tôi là Phố Văn. Phố Văn. Nè, để em đi pha trà. Nè, cái này đưa anh. Để tôi được rồi.